Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh F Mobile. Vâng, thì hôm nay sẽ có sự hiện diện của ba YouTuber nổi tiếng. Và chúng ta hãy xem, đây là Game Cụ Tạ, và đây là Lát TV, và đây là Chi Chi đâu rồi, trời ơi đu cột điện rồi kìa. Ôi Chi Chi ơi, thích đá banh dữ vậy. Vâng, và đây là chú khủng long dễ thương. Và đây là Chi Chi, các bạn thấy chưa? Với bộ quần áo đó là châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Một bộ quần áo, nói chung là đây là con lai nha các bạn. Ông là thêm con nhân vật trong châu da màu đen, lai thêm châu Phi nữa cho nó đẹp. Thế mà là thông bắt cua không? Làng thông bắt cua đi. Ok, làng thông đi. Sáng thông chiều thủng, sáng thông chiều lũng. Vâng thì hôm nay đầu Lát TV rồi, Lát TV. Đồng đấy, có 5 thằng đi theo nhá. 5 thằng đi theo mình nhá. Lia sạch nha. Em tí, em đang cử. Lia sạch. 3, 2. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lát TV và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video với lại AS Mobile, bạn Game Cụ Tạ và bạn TAT. Tí nữa lại đọc tắt Chi Chi, đọc tay. Không này là tên đều thế nhở. Tem ăn thịt Chi Chi nha bạn. Ok, đây toàn là những cao thủ, những YouTuber gọi là khá kinh khủng nha các bạn. Mình sẽ để link của ba channel ở dưới phần mô tả và các bạn có thể xuống đăng ký nhé. Rồi luôn. Ôi, sao này? À đây. Nhiều lắm nha, đông có, lắm nha. Có đầy đủ hả? Để ý nha, quan sát nha. Dạ. Tôi không bắn xuống trường thì lại có xuống trường đậu xanh đâu mà đá bị ô. Đông nha. Lia sạch đã. Có máu men. Có chịu nha. Có hai bình nè. Em thấy 8 thằng mà ta. Mất hết rồi. Đó. Rồi. Nó bắn kìa. Bắn kìa mẹ. Ui, Chi Chi giết nhiều. Ôi chưa? Thôi. Kinh chưa? Ghê. Toàn... Kinh chưa? Ghê quá. Toàn là cao thủ không à? Hồi rồi như con bồ thấy không? Hình như mới thấy có thằng. Đâu vậy? Có thằng nào ấy? À đây nè. Rồi cô. Thoải mái. Không cả ép được. Chị đấy. Đầu xanh. Kinh vậy. Trên đồi nha. Đầu. Lát TV Chi Chi này. Máu này. Máu này. Ok. Trên đồi đúng bao nhiêu? Trên đồi. Công này, dàn công đâu? Dàn công đây này. Đây rồi, hai súng xịn đây rồi. Đây này. Nó ngay có điện kìa. Hình như là gục rồi đấy. Còn thằng lên luôn, công luôn. Công dàn công lên. Còn nha. Quan sát nè. Quan trọng là hàng nha. Đây chắc mình sẽ đổi cây này. Cây kia bắn cục góc á. Đấy anh em thấy không? Toàn cao thủ không ạ? Ơi, còn nha. Còn nha, trong trời. Đây nè. Dàn công đâu? Ê, hai ba thằng lận. Cục rồi. Thôi em ơi. Trời đâu. Còn nha, sao trời nè. Sao trời nè, sao trời nè. Chạy kìa. Ủa, chưa? Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ghét đó. Ơi, còn kìa. Toàn cao thủ không anh em ơi? Ôi, bắn mấy viên chết cũ rồi anh ơi. Hết máu rồi, để công cho. Còn thằng nữa đấy. À quên. Máu chỉ thằng kia bắn. Family kia đó, anh em ơi. Family không vừa đâu. Đâu, thằng này. Con kia. Family nha. Cứu em anh ơi. À, gục rồi, đến. Hết máu rồi, bỏ. Bỏ đi. Thôi. Bỏ. Sao ở dưới nó bắn lên rồi, bắn kinh ra. Thôi em TO rồi. Bỏ nha, chạy nha.
Rồi thôi làm lại clip. Game của ta đâu, game của ta đâu. Chạy đi, chạy đi, bỏ nha, bỏ nha, chạy đi, chạy đi. Về lại vị trí cũ nè. Rồi, bỏ đây, bỏ đây. Đâu? À, lát ơi. Dạ. Em vẫn còn được coi anh bắn mà. Nhờ mình chạy sang tiền đồ lút này. Tiền đồ lút này. Ờ, đi. Em xem ông khủng long cơ. Xem anh đâu. Ừ hứ. Truy lý. Xem ông khủng long này. Xem là có ông này là ông ấy ông. Nhìn bộ này khoái này. Khẩu súng đồng lục này phế quá. Mấy người chạy bộ coi bắt cua chạy nhanh hơn nhau không nha. Bắt cua chạy nhanh hơn á. Thành công. Hết máu rồi. Vâng, và chúng ta chỉ còn 3 đống lửa mà thôi. Một đống lửa sắp có rồi, đống lửa sắp có rồi. Sắp có rồi, chuẩn bị đốt 3 đống lửa nè. Không có máu thì mình đốt 3 đống lửa. Đốt lửa sấy ấm. Này này nè. Ôi, chỗ này có xác luôn này. Ở trường, kinh dị rồi. Qua ngay chỗ nông trại nè. Đấu thường toàn tem lớn, đấu ranh thì toàn hack. Tại vì hack không cho nên người ta mới đấu thường không leo ranh được nè. Bữa nào chắc bữa nào phải làm clip chửi hack mới cho nó sướng miệng nè. Quay ba mà lộn hack rồi mà. Ban luôn cả những ạc không hack luôn kìa. Bây giờ Garena em nghĩ là hơi yếu tay. Không vàng nào không hack đâu. Gặp nếu như mà gặp em mà trong trường hợp của Garena em sẽ huy động cả một công ty Garena luôn. Nè, đốt lửa này, đốt lửa này. Đốt lửa này. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Ôi. Ôi, thêm đống nữa đâu, còn đống nữa đâu rồi. Chi đâu? Trời, cô gái hơn bông rồi, cô gái cửa kìa anh em ơi. Cô gái thơ mông ngồi trên nước lửa. Rồi, cụ tả quăng rồi kìa. Quá kế cụ tả. Kế. Kế. Cháy mông rồi. Cháy gì? Cháy mông rồi, cháy luôn. Nãy family bắn bắn em phải không lát? Dạ, tại em không có bình máu, em đang đi kiếm máu mà em còn có 1/5 cây máu rồi, nó bắn em cái em nằm luôn. Lúc đó em dở, lúc đó em phải hô biến cho tụi nó đứng hết để hồi máu sau. Biến gì? Lúc đấy em đang nghịch, lúc đấy em đang chạy trên mấy cái bao cát kìa, em đang nghịch, em đang bắt cua chơi. Ừ. Vâng, và một sự nói dối vô cùng lớn. Ôi đùa, em nhảy trên cái mấy cái chòi trên chốc đây, nó có mấy cái bao cát vây hình tròn đây, em tập cứ chạy từ đầu này vòng qua đầu kia xong vòng lại không được chạm đất. Uh-huh. Tự nhiên lại có cái tập đấy. À hả, rồi em không biết là tem đang bắn nhau hả? Thì em đang thiếu máu mà. Ừ. À, vừa bắn hết xong anh bảo còn một thằng ở sau chòi nữa, vừa bắn hết xong cái em đi chơi luôn. Anh về có thằng dưới đồi lên. Thôi đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh. Đừng có thanh minh ở đây. Đừng có thanh minh, chết thì là phải gọi là chết. chết nó cũng nhiều kiểu chết lắm chứ đâu phải kiểu chết đâu. Đâu, đi tìm phải thằng nhiều kiểu chết à. Đi tìm thằng rồi nãy cào đầu mà em nè. Đi tìm nè. Đâu. Chắc nấy giết chưa lút à? Lút rồi. Nhìn biết mà. No à. Hai khẩu chữ ca luôn nè. Thằng bạc nó đốt rồi. Trời, trong đây xác chết nhiều nha. À, có phóng lựu nè, ai lấy không? À, không còn viên nào hết á. Canh chẳng xem có em được chạy vô không này. Đấy, ông cũng làm này là trên đồi. Kìa trên đồi kìa. Dàn công đâu Chi dàn công Chi dàn công hỗ trợ nè. Chỗ này bắn nhau không?
dàn công hỗ trợ nè. Dàn công lên chòi nè, dàn công chòi nè. Dàn công lên chòi nè. Có đang trên chòi. Dàn công nè. Ok. Công luôn. Quán nó bắn xa, nó bắn xa. Ok, lia. Được đâu, bảo ném đi. Không lên được đến chòi thì nó bắn. Tí á, thì nó ngược lại, nó bóp giá không. Ôi giờ 10 giờ mới được mặc cái giáp nè. Sướng quá chưa. Mặc giáp thôi mà. Lút lút từ từ thôi. Trời ơi, cho người ta lấy máu thôi. Rồi ok, đủ rồi, đủ đồ rồi, đủ đồ chơi rồi. Cái này... Ôi à, anh nhìn đông khủng long này, anh sang rồi. Sao? Anh sang. Nhìn đông khủng long này, nhìn sau này. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui này. Thề luôn, nhìn khủng long nhớ đến tựa game. Tựa game mỗi khi bị mất mạng á. Khủng long đại chiến cây xương rồng á. À, game trên điện thoại hả? Không, trên Chrome á, mỗi lần mất mạng á là có cái trò khủng long đại chiến cây xương rồng. Không, cái tên nghe rất là hay đâu. Nhưng mà vô chơi à. Chơi à. Phải chưa. Hồi đó đi học học trung cấp nghề á, vô máy tính á, không có mạng là toàn chơi trò đó không à. Thi đua chơi trò đó uống xì tinh. Còn bao nhiêu? 3 người. Vậy là trừ 20 trừ cho 3 còn 17. 16 chứ đúng không? 20 trừ 3 còn 16. Vâng, 20 trừ 3 còn 16 nha các bạn. Đúng rồi đó. Nói vậy mấy em nhỏ nó chửi chết. Mình nói vậy mấy lớp 3 nó cũng chửi anh nữa. Má thằng này nó lớn rồi mà nó ngu, mình ở lớp 3 mình còn tính được. Bò xét này, sau lưng nó móc này. Ok. Cam sau lưng trước đã, đợi bo xiết nha. Ôi, khủng long, dừng. Cái gì đây, cái chảo đâu ra vậy? Từ từ, chảo cắn. Từ. Cầm chảo ra. Chảo xịn nha, không phải dàn vừa đâu. Vậy em mới nói cái chảo móc để sau lưng là xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui đấy, có xe kìa. Có xe. À đây, Dàn công đâu. Dàn công đây nha. Nó ở sau ấy. Chạy đi đâu. Ô, trời ơi. Dàn công giả bộ thôi. Để cho tem bắn thôi mà. Đúng. Rồi 4 thằng luôn ha. Lên 4 anh em trên một chiếc con xe. Rồi tiếp theo bo sẽ về đâu đây? Vậy là anh không mua bo rồi. Đâu sao đâu, bo này thường mà. Bữa chơi với anh Kobe mua bo không ạ? À? Kobe thì nói gì nữa, Kobe mua bo ghê lắm. Cả tem chết hết, còn có một mình ông Kobe thôi. Ông ấy bỏ hết tất cả, ông ấy ngồi giữa một cái nhà mà đúng cái nhà đấy đến bo cuối luôn. Má, ông này mua bo kinh thật. Ghê vậy. Con cháu của Garena mà. Nó mấy ván liên tục luôn á, mua bo mấy ván liên tục luôn á. Ơi mua ghê lắm. Cái này gọi là nhà 2L nè. Mua được công. Nhà 2L à? Nhà này 2 lít. Đặt nghi vấn nha. Nhà máy xanh bên hướng E kìa. Đó, còn có nhau luôn kìa. Từ. Không đâu. Dàn công đây. Dàn thủ bên kia nha, dàn công lên nè, dàn thủ sau lưng nha. Dàn công đang lên nè. Rồi lên luôn, dàn công. Bên kia nữa kìa. Rồi ok. Dưới nha, dưới nhiều lắm nha. Trời. Ok. Đang sát luôn rồi. Rồi xong. Cả bản đồ luôn rồi. Cả bản đồ rồi. Ghê quá
Dàn thủ là khủng long nè, khủng long thủ. Các bạn biết không, khủng long này là khủng long hồi nãy ván kia là không đi cầu nè. Rồi giờ bây giờ là thủ. Vâng, chúng tôi được biết là khủng long này nó có cái drop nè. Khủng long này mà công lên thấy sớm luôn. Bay màu sớm. Tôi đổi với cái dao rồi, cái chảo đẹp đẹp đâu mất rồi. Drop lấy rồi, ai lấy rồi? À, có family nè. Nãy mình giết ở trên kia còn giờ còn còn sót lại đó. À, còn hai thằng. Còn ba thằng chắc một team anh ơi. Một team. Nãy mình giết hai thằng rồi. Giết hai thằng rồi. Còn hai thằng. Kiếm nó đi. À, đây thấy nó rồi. Được. Chơi thấy không? Rồi gục, giết luôn. Dàn công đâu, dàn thủ sau nha, dàn công lên nè. Nó chết rồi. Chết rồi hả? Chết tươi luôn hả? Số phận nó xác định rồi, chưa. Nó gục, nó nằm lên. Rồi, okay. Chết rồi. Ai, chị bắn rồi. Phía dưới. Rồi, đâu vậy? Nó bắn đâu rồi, nó bắn nhỏ nhỏ thanh, sướng vậy. Sau lưng. À. Sau lưng. Bạn xác định số phận của bạn rồi. Chết bo rồi. Cỡ nào chết bo, rồi chết luôn rồi. Chết luôn rồi, còn thanh niên family đó. Dàn công đi trước nha, dàn công đi trước đây. Đi, dàn công mình đi trước nè. Bên phải hay bên phải có người á? Đâu? Hồi nãy tôi nghe bắn điểm thanh đâu á. Dàn công đi trước nè. Ông khủng long ông chạy sau lưng đi. Khủng long mà chạy trước là bọn nó thấy trái trứng đầu tiên đấy. Ừ. Thấy trái dứng đó, trái đó là trái dứng á. Có ai không? Đâu có đâu. Không có. Bên đây nè, bên bo này rồi. Đây nè. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và mình sẽ để link ba kênh nằm ở phía dưới thông tin video của mình nha.